chuẩn bị kết quả thế nào đây. Bum. Chết rồi các bạn ơi, quá đẹp. Wow. Wow. Rất đẹp luôn các bạn. Cả lửa luôn các bạn ơi. Chào các bạn. Chào các bạn đã quay trở lại với kênh Vương Yết nha. Hôm nay là một ngày trời rất mưa to của mình, bão số 5 đi qua. Và bây giờ mình cũng mới đi chợ về thôi. Mới đi chợ về mua được ba ba bi đỏ này để làm một cái trò mà cho các bạn xem. Đêm nay là ngày hôm nay là ngày 31 tháng 10 các bạn, là ngày Halloween. Cho nên là chúng ta sẽ làm chủ đề về Halloween cho các bạn. Và các bạn hãy đón xem mình sẽ làm gì với ba cái ba bi đỏ này. Với những cái bọc này như diêm pháo và pháo nha các bạn. Và mình chỉ dùng tiêu ký phi đao này để mình tạo hình cho ba quả bi đỏ nha các bạn. Mình gọi bi đỏ nhưng mà mình vẫn gọi bi ngô các bạn. Bây giờ mình sẽ bắt đầu nha. Và bây giờ mình chỉ xem mẫu trên mạng trước nha các bạn. Mình sẽ chọn một số mẫu để làm cho các bạn xem nha. Và mình sẽ chọn mẫu này đầu tiên nha các bạn. Mẫu này nha các bạn. Mẫu có hình ác quỷ nè. Sau đó mình sẽ tiếp tục chọn thêm một mẫu nữa. Đây các bạn, mẫu thứ hai. Mình sẽ chọn mẫu có con mắt hình ngôi sao các bạn. Mình sẽ chọn con mắt hình ngôi sao nha các bạn. Đây. Mình sẽ chọn mẫu này. Nè, đây. Và mẫu thứ ba này các bạn, mình chỉ chọn mẫu này nha các bạn. Ba hình tam giác. Đây nha các bạn, mình chỉ tạo hình với ba mẫu này. Và bây giờ mình chỉ dùng bút lông này để phát họa đó nha các bạn. Mình không phải là họa sĩ nên là video xấu đến tí, các bạn đừng thông cảm nha. Đây. Mình chỉ vẽ mắt trước đi. Mình chỉ cân đối cái mũi trước này. Cũng cái quả này nó hơi gù ghề các bạn ơi, cũng khó vẽ đấy. Đây đi, mình chỉ chọn mặt này nha. Mình chỉ vẽ con mũi lên đây. À, hai con mắt này các bạn. Vẽ hai con mắt hai bên. Ôi, một mẫu nha các bạn. Tiếp theo chỉ là mẫu thứ hai. Mẫu thứ hai đâu rồi ta? Đây các bạn, hình ngôi sao. Hình này chắc là hơi khó đấy. Chỉ dùng cái quả này nha. Cũng chỉ vẽ một cái mũi trước. Mình sẽ chọn cái cao này cho nó cao đi. Mũi trung tâm. Mũi các bạn. Nha các bạn, mình sẽ đổ hình này. Đầu tiên là con mắt bị lỗ mũi trước ha. Lỗ mũi là hình tam giác thôi các bạn, đa phần là thế.
Đây là tác phẩm của nghệ sĩ Vương Ý các bạn. Đây. Ba hình nha các bạn. Bây giờ mình chỉ khắc vào nha các bạn. Mình nghĩ là trên nước rất là nhiều các bạn ơi. Chỉ lấy đường vòng trước. Bây giờ ở đây các bạn, thành quả của mình siêu nửa tiếng đồng hồ mình chạy đây. Bây giờ mình sẽ điều khắc lại cho tí cho đẹp các bạn. Mình vừa tạo ra hình dáng thôi, bây giờ mình sẽ điều khắc lại rất là đẹp các bạn. Không phải người nhân nhưng mà là người sĩ các bạn ơi. Bây giờ mình sẽ điều khắc lại các bạn. Đây, đây các bạn, mình vừa tạo xem qua đây. Một tí nữa mình sẽ nhờ vợ mình chỉ tùy chỉnh lá cho Thái, tùy chỉnh tích cho các bạn. Bây giờ mình sẽ tiếp tục vào với hai bạn đây. Đấy. Và sau mấy giờ đồng hồ của mình đi khách thì bây giờ mình đã có 3 thành quả thế này các bạn. 3 hình mặt cuối của cái bộ TV nha. Và bây giờ tòa đầu tiên mình chỉ bỏ đèn vào trong đây để cho nó có sáng hay không. Nó sáng thế nào, có đẹp hay không. Và tòa thứ hai thì bọn mình chỉ cho nó vào pháo và nhìn vào mày và nó sẽ đốt lên thử nhìn như thế nào nha các bạn. Trên một buổi chiều vất vả thì mình đã chuẩn bị được 3 cái bi đỏ khoét hình này nha các bạn. Halloween nha, tối nay mình sẽ chơi Halloween và chuẩn bị pháo và diêm đây các bạn. Và ở trong đây là siêu có 22 cái đèn dầu bật lạp cho các bạn, mà tới mình sẽ đốt đèn các bạn chơi. Và ở trong này là bí mật, mình đợi hết rồi, cái này mình sẽ chơi cuối cùng các bạn. Đây. Và bây giờ mình sẽ chuẩn bị bắt đầu vào chơi cho các bạn hãy nói xem nhé. Không. Và bây giờ mình sẽ chơi trò chơi đầu tiên nha các bạn, mình sẽ đúc đèn ở trong gọi là lồng đèn ma biến ngôi các bạn. Bây giờ mình sẽ đúc đèn thử cái ánh sáng của cái lồng đèn này nó có đẹp hay không nha. Thành quả các bạn ơi, rất là đẹp nha các bạn, rất là đẹp luôn. Mình tưởng là nó không đẹp cho ai ngờ khi nó vào trong bóng đèn, ánh sáng nó phản chiếu ra cái màu của cái quả bi ngô nó rất là đẹp luôn các bạn. Rất đẹp nha các bạn, quá đẹp luôn. Bây giờ mình chỉ thử đem ba thùng ngõ nha, bưng cái này mà mang ba thùng ngõ thử, cô quân cái.
Cô Vân. Ra 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 ra. Ra 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 ra. Đáp đáp vừa lại, đáp vừa lại con. Nghe vừa lại đấy. Không, hai hai cái rồi, bỏ cái đó, bỏ lại. Và bây giờ mình sẽ chơi trò bóng ma khổng lồ phun lưới nha các bạn. 1, 2, 3 tắt điện. Thì chúng ta sẽ chơi với pháo nha các bạn. Mình đã chuẩn bị qua pháo rồi. Đâu kho nha. Mình sẽ bỏ cái này vào đây. Mình tí nữa mình sẽ review lại.
chuẩn bị kết quả thính nào đây. Bum. Chết rồi các bạn ơi, quá đẹp. Wow. Rất đẹp luôn các bạn. Khả lửa luôn các bạn ơi. Và chúng ta có một quả bi đỏ có một ngọn núi lửa phun trào. Quá đẹp. Nắng luôn các bạn. Quả bi đỏ giờ nắng luôn nè. À. Và sau khi chúng ta đã chơi được hai trò thì chúng ta đã có hai cái can rất là đẹp, một là lửa phun từ bia diêm và hai là từ pháo các bạn, rất là thú vị luôn. Và trò thứ ba mình sẽ di chuyển sang nhà tới, bởi vì cái này mình chơi với pháo và mình sẽ chuẩn bị trò thứ ba nha các bạn. Và bây giờ mình chỉ chơi rồi thôi các bạn. Mình chỉ để thử cái đơn vịt lạp này nó ở trong đi ba bí, mình đợi nắp nó lại nó sẽ bị nổ nha các bạn. Bây giờ mình chỉ chơi một thời gian nha. Không. Đợi nắp lại. Một cú nổ tan quanh rồi các bạn ơi. Và ba bí chúng ta đây. Ba bí chúng ta là các bạn. Tắt luôn rồi các bạn ơi. Đây nha các bạn. Nó văng từng mảnh nó bay ra đâu các bạn ơi. Nó bay vô đâm tùng trăm luôn rồi. Đó. Bay từng mảnh luôn. Các bạn, qua bí khi mình bỏ cái đem mình lạp vào thì nó nổ tung luôn. Nhưng mà thực ra đấy mình chơi các bạn thôi. Thực ra là mình bỏ cái dương sao bi vào các bạn đây. Mình còn một dương các bạn. Mình bỏ dương sao bi vào. Và mình bỏ trong cái mình cầm trăm vào được trong cái đu thuốc các bạn. Và khi bỏ vào trong đây thì khoảng tầm 3 phút thì nó sẽ nổ. Thì nó sẽ nổ cái bí này luôn. Chứ không phải là mình bỏ cái đem mình lạp vào mà nó nổ cái bí như các bạn. Đó là mình cho vào thôi. Và video về Halloween đến đây là kết thúc. Nếu các bạn thấy video hay hoặc là có thú vị thì các bạn hãy nhấn nút like và share video của mình. Sau đó hãy đăng ký kênh và nhấn vào ba chuông để nhận những video tiếp theo các bạn. Hôm bây giờ mình đang quay ở thời tối lắm. Giờ tầm tiếp bây giờ ở mình là đang là 8 giờ tối rồi. Bây giờ mình sẽ về và các bạn nghe tiếng ốc chưa rồi. Rồi. Chào các bạn, hẹn gặp lại nha.